Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Đối với những bạn mới làm YouTube, việc đầu tiên là các bạn tìm kiếm 1.000 sub và sau đó là kiếm 4.000 giờ để đủ điều kiện bật kiếm tiền cho kênh của mình. Nhưng sau khi các bạn kiếm đủ 1.000 sub, công việc tiếp theo là 4.000 giờ. Nhưng việc kiếm 4.000 giờ cũng là rất khó khăn nếu như kênh của các bạn với những video dài 5 phút, 7 phút hoặc là 10 phút và ít lượt xem. Cho nên trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cách nhanh chóng kiếm đủ 4.000 giờ để bật kiếm tiền cho kênh của mình. Những video mình chia sẻ cho các bạn như thế này chỉ là một phần phụ để cho các bạn mới làm YouTube có thêm cách để đủ điều kiện bật kiếm tiền. Nhưng cái chính là các bạn mới làm YouTube, các bạn phải kiên nhẫn, từ từ, làm từng bước một. Thứ nhất là sau khi tạo kênh xong, các bạn thiết lập đầy đủ cho kênh của mình. Thứ hai là đầu tư vào nội dung video của mình cho hay và hấp dẫn người xem. Thứ ba là viết cái tiêu đề video cho hay và lôi cuốn người xem bấm vào xem video của mình. Thứ tư là làm ảnh thu nhỏ video đẹp, hấp dẫn để lôi cuốn người khác bấm vào xem video của mình. Chỉ cần các bạn làm tốt những bước trên thì các bạn sẽ có khán giả cho riêng mình và phát triển kênh. Ok, ngay bây giờ mình chia sẻ các bạn cách kiếm 4.000 giờ nhanh nhất. Các bạn lưu ý, với video này mình chia sẻ cho các bạn chưa bật kiếm tiền. Còn những bạn đã bật kiếm tiền rồi hoặc là những bạn không thích làm theo cách này thì có thể bỏ qua video này nhé. Đầu tiên các bạn xem, đây là cái kênh của mình. Với cái video đầu tiên là cái video dài hơn 1 giờ. Thì để nhanh chóng kiếm 4.000 giờ, việc đầu tiên là các bạn lên top thịnh hành của YouTube. Các bạn tải một cái video nào nó đang hot. Ví dụ như thời điểm mình đang làm cái video này, thì trong cái thời gian này nó có bài hát đang hot, đó là Rồi Tới Luôn. Các bạn tải về những cái video đang hot, đang thịnh hành ở trên YouTube. Các bạn lưu ý là các bạn tải cái video trên 1 giờ để các bạn chạy cho nhanh đủ 4.000 giờ. Rồi sau khi tải về xong, các bạn đăng nháp lên cái kênh phụ của mình. Sau khi đăng xong, các bạn vào cái video của mình. Ngay cái vị trí khiếu nại về bản quyền, các bạn chọn vào xem chi tiết. Nếu như nó hiện ra như thế này là không đủ điều kiện kiếm tiền, tức là cái doanh thu này thuộc chủ sở hữu của video này, nhưng nó không ảnh hưởng tới kênh của mình. Như vậy là cái video này nó an toàn với kênh mình nha các bạn. Sau khi biết được cái video này nó an toàn, tiếp theo các bạn dùng cái video của các bạn tự quay tầm 10 phút, các bạn ghép vào cái video mình mới tải về. Ví dụ như cái video này của mình ghép cái đoạn video tự quay của mình phía sau này, thì các bạn cũng có thể ghép vào chính giữa video này. Nhưng mình khuyên các bạn nên ghép cái video ở phía sau cùng này, để khi khán giả vào xem cái video này, nó không ảnh hưởng tới khán giả của mình. Rồi sau khi các bạn ghép xong, việc tiếp theo là các bạn đăng cái video này lên kênh YouTube của mình. Khi các bạn đăng lên, các bạn đánh cái tiêu đề y như cái tiêu đề video mình tải về đang hot, và cái phần mô tả các bạn cũng đánh tương tự như vậy. Sau khi các bạn đăng cái video lên xong thì đồng kỳ các bạn vẫn xuất bản những cái video do mình tạo ra. Thì sau khi đăng xong, các bạn cần làm hai việc để tăng giờ xem cho cái video của mình. Việc thứ nhất là đợi cái video của mình nó cắn view. Nhưng việc đợi cắn view này sẽ mất thời gian. Đồng thời hên xui nữa các bạn có thể thành công khi được cắn view, hoặc cũng có thể là không. Cho nên các bạn chủ động làm cái việc thứ hai đồng kỳ với việc thứ nhất để tăng cái giờ xem cho video của mình. Thì cái việc thứ hai này là các bạn chủ động chạy giờ cho cái video của mình. Thì để chủ động chạy giờ cho cái video của mình, các bạn chạy bằng cái trình duyệt web Firefox. Rồi các bạn mở lên. Rồi sau khi mở trình duyệt Firefox lên, các bạn chọn vào Ctrl Shift B để nó mở cái trình duyệt web riêng tư ra. Thì lúc này các bạn chạy giờ trên cái trình duyệt web này. Rồi sau khi mở cái trình duyệt web riêng tư ra, các bạn đánh vào YouTube. Rồi các bạn chọn vào YouTube. Thì tại đây các bạn sẽ giữ nguyên cái trình duyệt này. Các bạn chạy giờ cho cái video của mình, các bạn giữ nguyên như thế này. Các bạn không nên đăng nhập cái kênh YouTube của mình vào. Rồi tiếp theo các bạn đánh vào để tìm kiếm cái kênh của mình. Rồi sau khi đánh vào để tìm kiếm cái tên kênh của mình, các bạn tìm đến cái kênh của mình. Rồi đây là cái kênh của mình, các bạn chọn vào. Rồi tiếp theo các bạn chọn vào cái video dài hơn 1 giờ mình mới đăng lên, các bạn chọn vào. Thì tại đây các bạn để cho cái video của mình nó chạy.
Tiếp theo, các bạn chọn vào cài đặt. Rồi các bạn chọn vào chất lượng. Nếu như máy của các bạn yếu, các bạn nên chọn vào chất lượng 360. Rồi tiếp tục, các bạn chọn vào đây để tắt cái chế độ phát tự động. Rồi tiếp tục, các bạn đưa chuột vào video, các bạn chuột phải. Các bạn chọn vào lặp lại. Thì lúc này, cái video của mình nó chạy xong, nó sẽ chạy lại tầm 4 đến 5 lần. Tiếp tục cũng trên cái trình duyệt này, các bạn mở thêm một ship nữa. Các bạn cũng vào YouTube. Rồi các bạn chọn lại cái video mình đang chạy. Các bạn chọn vào chia sẻ. Rồi các bạn chọn vào sao chép. Rồi các bạn quay lại cái trình duyệt mình mới tạo. Các bạn chọn vào tìm kiếm. Các bạn dán. Rồi đây là cái video của mình. Các bạn mở lên. Thì với cái ship này các bạn cho chạy. Các bạn vào cài đặt. Các bạn chọn vào tốc độ phát. Các bạn chọn vào 0.25. Tại cái vị trí chất lượng, các bạn cũng chọn vào. Các bạn chọn tầm 360 để cho nó nhẹ cái máy của mình, để mình chạy được nhiều tab. Thì lúc này cái tab bên này nó sẽ chạy chậm hơn cái tab bên này là 4 lần. Rồi tiếp tục, các bạn thu nhỏ cái tab này lại. Các bạn tiếp tục mở cái trình duyệt Firefox lên. Rồi các bạn chọn vào Ctrl Shift B. Rồi tiếp tục các bạn đánh vào YouTube. Rồi các bạn cũng làm tương tự. Các bạn tìm kiếm cái kênh của mình. Rồi các bạn chọn vào kênh mình. Các bạn cũng mở cái video này lên cho nó chạy. Cũng tương tự như cái tab đầu, các bạn cũng chọn vào cài đặt. Các bạn chọn vào chất lượng. Các bạn chọn 360. Rồi tiếp tục, các bạn chuột phải. Các bạn chọn vào vòng lặp. Rồi tiếp tục, các bạn mở thêm một ship nữa. Các bạn cũng đánh vào YouTube. Rồi các bạn quay lại ship ban đầu. Các bạn chọn vào chia sẻ. Rồi các bạn chọn vào sao chép. Rồi các bạn quay lại cái tab mới của mình. Các bạn chọn vào, rồi các bạn dán. Rồi các bạn mở lên. Rồi với cái ship này, các bạn cũng làm tương tự như lúc nãy. Các bạn chọn vào cài đặt. Các bạn chọn vào chất lượng 360. Tiếp tục, các bạn chọn vào cài đặt. Các bạn chọn vào tốc độ 0.25. Rồi ok, vậy là mình đã có hai tab chạy. Mỗi tab nó sẽ có hai cái video, tức là hai ship. Một cái ship mình chạy bình thường với vòng lặp lại, và một cái ship mình chạy với tốc độ 0.25. Rồi các bạn chọn vào thu nhỏ. Nếu như máy của các bạn mạnh, nó chạy nổi, thì các bạn chạy tầm 4 đến 5 tab như thế này. Thì một ngày các bạn chạy tầm 1 đến 2 lần như thế này thôi. Các bạn không nên nóng vội mà các bạn chạy liên tục. Thì lúc này YouTube nó rất là dễ quét cho cái lượt chạy của mình. Thì sau khi các bạn chạy xong một lần, các bạn muốn chạy cái lần thứ hai, các bạn cũng mở trình duyệt Firefox lên. Các bạn chọn vào ba gạch phía trên. Rồi các bạn chọn vào lịch sử. Rồi các bạn chọn vào xóa lịch sử gần đây. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào xóa mọi lúc. Rồi các bạn chọn vào OK. Sau khi nó xóa lịch sử xong, các bạn tắt hết trình duyệt, các bạn reset máy lại. Rồi các bạn chạy lần thứ hai. Và các bạn lưu ý là một ngày các bạn nên chạy 1 đến 2 lần. Các bạn không nên nóng vội chạy nhiều. Rồi sau một thời gian chạy, nếu kênh của bạn đã đủ điều kiện bật kiếm tiền, các bạn vào lại cái video mà mình re-up. Các bạn chọn vào chi tiết. Rồi các bạn chọn vào trình chỉnh sửa.
Lúc này các bạn sẽ cắt đi cái đoạn video các bạn đã tải về và re-up. Các bạn chừa lại cái đoạn video các bạn tự quay mà các bạn ghép vào cái đoạn video này. Rồi sau khi cắt xong, các bạn đặt lại cái tiêu đề và cái mô tả cho nó trùng khớp với cái video còn lại của mình. Tiếp tục các bạn chọn vào chế độ hiển thị của video. Rồi các bạn chọn vào không công khai. Các bạn để cái chế độ không công khai này tầm 7 đến 10 ngày. Sau 7 đến 10 ngày, các bạn bật lại chế độ công khai. Thì trong cái khoảng thời gian này, các bạn tiếp tục làm video của mình và đăng lên. Và lúc này, nếu như kênh của bạn đã đủ điều kiện để bật kiếm tiền, thì các bạn đăng ký để bật kiếm tiền cho kênh của mình. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách nhanh nhất kiếm được 4.000 giờ để bật kiếm tiền cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.